Bang! Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Và mình tên là Kazu. Và nhóm Double Wish bây giờ có Thế Sốc 2, Nguyễn Thị Minh Khai và một nhà. Tại sao Kazu ở đây? Lý do là sắp tới lễ trung thu. Nên Kazu bây giờ muốn lễ trung thu. Đây, đây là Nhiêu Lan. Mọi người biết quán Nhiêu Lan không? Nhiêu Lan là bánh mì là ham, là tráng cá. Bánh mì Nhiêu Lan là ngon nè. Nè, cái chân nè. Bánh trung thu cũng ngon nè. Mọi thứ nha. Ok. Rồi. Yeah. Lần này nhá, Kazu mất thứ là ba loại bánh trung thu nhé. Là bánh trung thu thập cẩm của Nhiêu Lan. Cái này là wow, xà xí nè, xịn quá nha. Cái này là bánh phun khoan mì nhá của Trung tâm Thương mại Takashimaya. Cái này là bánh trung thu Doraemon hoặc là Doremi nha. Giá tương của Family Mart nha. Cái này đặc biệt nha, cái mỏ nha. Wow, bên ngoài là Doraemon nè. Người thấy được không? Được nha, Doraemon. Là ở Family Mart cũng có Doremi. Nhưng mà Kazu mua Doraemon nha. Bánh phun khoan mì đẹp không? Kazu chưa xem nè. Đẹp không? Wow, mình truyền thống nha. Bên ngoài truyền thống. Đã Kazu biết bánh trung thu là như vậy nha. Là không phải như lần này nha. Đây là đặc biệt. Wow. Wow. Ok. Đầu tiên Kazu ăn thử bánh này, bánh phun khoan mì nha. Cái này là mắc lắm, là chi phí là 190.000 đồng nha các em. Cái này vừa làm nha. Thơm nè. Thơm. Đầu tiên là cắt nha. Cắm lắm về. Có nhiều đồ ăn. Cái này là trứng muối à. Nhưng mà cắt đồ ăn là cái gì à? Không biết, nên ăn thử nha. Kazu không hiểu vị này là vị thế nào. Tại vì cái này có nhiều đồ ăn nên có nhiều vị. Thì cái này là vị phân hoàng. Vị phức tạp nhé. Nên khó nói nha. Hơi hơi ngọt nhé. Mà hơi hơi chua nhé. Và hơi cứng nè. Nhưng hơi mềm ấy. Chắc là có đau đỏ. Chắc là cũng có hành nhân. Và cũng có hạt điều. Chắc là có trái cây. Cái này thấy được không ạ? Cái này là hành nhân. Kazu nghĩ là cái này cũng có xả. Và có yuzu. Yuzu là quả kiểu giống cam quýt nha. Mà vị này là rất thật nha. Khó nói nha. Hãy ăn thử nha. Và những cái thứ bình thường nha. Là thập cẩm lau súng. Cái này là có mật trứng. Ôi nha. Nè. Cái này có mùi Việt Nam.
hơi hơi mềm đấy. Bang. Về chấm muối. À, có ô mè đó, có mè. À, hương vị Việt Nam ngon không? Mà à, cái này là bánh trứng thưa em, không quan hệ ngon hay không, cái này là quà kỷ niệm đó. Nhưng cái này cũng ngon nè. Nhưng không hiểu cái gì đó và không nói được cái này là cái gì không biết tên cái gì. Cái này đảo này là đảo gì cái gì không biết tên bằng tiếng Nhật đó. Cũng không biết tiếng Việt. Cái này hạnh nhân ok hạnh nhân Ồ, cái này là hạt điều nhé. Hạt điều. Đúng rồi. Cái này là vị truyền thống. Doraemon nhé, bánh Doraemon, tức là bánh trung thu như lan và bánh trung thu phương Hoàng Mỹ là kiểu Việt Nam, nhưng Doraemon là của Nhật Bản á, em cái này chắc là vì Nhật Bản nè. Là vừa mình có Kazu nhé, Kazu tưởng tượng cái này là bánh giống như dorayaki. Một bãi bánh trung thu này. Doraemon thích dorayaki này. Chào ai. Dễ thương nè. Ăn ăn ăn. Totemo daisuki bánh trung thu Doraemon. À. Doraemon, bye bye. Hay cái này đào đổ nè. À cái này chấm muối nha. À cái này. À chắc chắn là kiểu Nhật Bản nha. À dễ hiểu nè. Mình này là cái nào? Nè. Chấm này nè, chấm muối này là hơi hơi mặn. Bánh trứng tư khác là không phải như vậy, trứng muối nhưng không mặn, nhưng cái này là mặn nên ngon. Oh, wow, bên ngoài bánh này
bánh này là ngon và hơi hơi cắt nhờ. Nếu có trứng muối trong bánh dorayaki thì chắc chắn sẽ trở thành như này. Cái này cũng có trái cây. Cái này trái cây nhớ cảm hả? Nhớ cảm. Chứ có phải nhớ. Cái này là lê dung. Lê dung. Hiểu rồi. Thì hợp này chân mũi và chân có xíu ついてる cái mày. Đá mà xí này. 確かにこのそのフンホアンはあんまりその卵の塩っぽさがないもんね。確かにない。Mọi người ơi, sự thật là bên Nhật Bản không có bánh trung thu nha. Khi lễ trung thu thì bên Nhật Bản là ăn dango, giống như bánh mochi.Bên Nhật Bản được nói khi lễ trung thu xuất hiện con thỏ trong chăn nhá, nên mọi người vừa ngắm chăn vừa ăn dango. Qua ngày trung thu rồi thì mùa hè thay đổi mùa thu, thì đó là càng ngày càng mát nhá, nên rất rất thoải mái, hầu như rất tốt nhá. Nè, ăn rồi nhá.Các vị này là như thế nào? Các vị thích nhất là cái gì? Thích nhất là thịt. Phải có anh cá dư. Tất cả các bánh trung thu này. Để thôi. Không quyết định được. Xếp hàng được. Không xếp hàng được. Chọn đi. Đó.Đô Rê Môn. Bánh trung thu Đô Rê Môn. Ngon nhất là... À không. Và mình qua ca dư nhất là bánh Đô Rê Môn này. Tại vì là cái này là vị ngọt nhất nè. Ngọt hơn hai bánh này nè. Nên ngon nè. Bên này bên này là... Bên bánh này là... Khó nói à. Vị này là...vì thế nào? Nếu các nói về vị bánh trung thu Doraemon thì chắc chắn nói là vị gạo đỏ hoặc là vị ngọt, nhưng cũng có chứa muối nghe hơi hơi đậm, vị đậm. Nhưng cái cây này là không nói được, không có ngọt, không có mặn, không có đậm.Nhưng có bị ngọt, có đậm, có mặn. Rất phức tạp nè, không nói được nha. Sự thật là lễ trung thu là ngày kỷ niệm nè, đúng không? Nên không cần nghĩ cái gì đó là ngon, cái gì đó là không ngon, không quan trọngngày đó là hãy đi chơi và hãy ngắm trăng. Nếu mọi người là Son Goku thì khi ngắm trăng thì sẽ trở thành kỳ gorilla đúng nha. Kể rồi làĐối với cà dư, ngon nhất, mà thích nhất là bánh trung thu Doraemon của Family Mart nè. Nhưng cà dư không biết vừa mình của mọi người là bánh gì. Sau khi ăn bánh trung thu thì hãy viết comment cho cà dư nha. Và nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Chúc mừng lễ trung thu nha. Bye bye.